Minh xin chào các bác, xin chào mọi người đang theo dõi trên kênh YouTube của Minh Audio Sài Gòn. Và trong video này em Minh có hai món mới về từ siêu thị Nhật tuyển lựa. Đó là chiếc đầu Marang rất là đẹp với model là CD17DA. Ngoài chức năng là một chiếc đầu CD thì em nó còn có thêm một chức năng nữa, đó là giải mã nhạc mạng qua đường optical và đường đồng trục, cho phép chúng ta có thể lấy nguồn nhạc từ TV Smart xuống để chúng ta nghe nhạc mạng. Vâng, với cái phần design máy tuyệt vời đẹp, đậm chất châu Âu này các bác. Toàn bộ máy là phay nhôm hết các bạn, sờ mát lạnh tay luôn. Đặc biệt là cái phần design máy này, những cái góc cạnh họ làm, hãng họ làm bo tròn, rất là đẹp mắt. Phần khiển cũng mang đậm chất là châu Âu, y chang như những cái dòng khiển của Grick vậy. Grick là của hãng England nữa các bác. Chiếc này thì ngoài những chiếc đĩa sành, đĩa sứ thì em nó không đọc được thôi, chứ còn đĩa phono, đĩa chép, đĩa rẻ tiền, đĩa xước em nó vẫn đọc rất là ok nhá. Mắt con này thì đọc rất là trâu. Đây các bác này, đĩa xước be, xước bét này, đó, đọc rất tốt. Và chiếc đĩa này ngoài tính năng là 2 trong 1 và rất là đẹp này thì em Minh hiện tại đang có mức giá rất tốt, chỉ 9.500.000 đồng dành cho chiếc Marang CD17DA, kiêm giải mã luôn, có khiển zin đi kèm. Chất lượng âm thanh rất hay nha các bác. Mắt thì đọc rất là trâu, màu vàng chanh. Tiếp đến thì em Minh giới thiệu giao lưu cùng các bác cặp loa phiên bản kỷ niệm của hãng Elac Đức, Getmani. Đây là cặp loa Elac 207 Anniversary Edition. Phiên bản này thì tra mạng thì anh em nói rằng có khoảng 500 cặp được phát hành trên thế giới thôi, khá là hiếm. Thì trong năm nay thì em mình cũng có về được hai cặp, một cặp gỗ, màu gỗ thì em mình cũng đã giao lưu rồi. Hôm nay thì em mình có về được cặp này. Phiên bản này thì khá là sang trọng với cái phần màu lấp lánh ạ. Cái này thì em cũng không biết gọi là màu gì, nó giống như là màu gọi là màu bạc lấp lánh nha các bác. Thì phòng khách của các bác đang kiểu dạng hơi thiên hướng là châu Âu ạ. Thì hiện đại ấy, thì chúng ta bày cặp này sẽ rất là đẹp. Cặp này còn rất là xuất sắc nha các bác. Về phần cấu hình thì em này sử dụng hai loa bass, một loa chép. Và đặc biệt nhất ở trên cái phiên bản kỷ niệm mà 207 Anniversary này là hãng họ trang bị cái chép Ribbon này, độc quyền của hãng này, là một con chép át chủ bài cực kỳ là đắt đỏ. Đó là cái con chép xài chung với cái model là 249 đó các bác. Tại vì cái loa 249 thì có mức giá cao hơn rất là nhiều so với cái mẫu loa 207 này. Thì các bác này, hãng họ nói này. Đấy. Họ trang bị cái loa chép mà xài chung với đời 249 ạ, có cái giá trị đắt tiền hơn rất là nhiều. Nên là cái chép của cái dòng 207 phiên bản kỷ niệm này nó hay lắm các bác. Nếu mà nghe những cái bản giao hưởng violon nó kéo thì nghe giận tai luôn. Và còn cái giải trầm này thì là hãng họ chế tạo là rất là nhiều lớp giống như bánh sandwich vậy ở trên cái loa bass này. Và bên ngoài thì được là phủ một lớp hợp kim nhôm nên là giúp đảm bảo vừa tiếng trống, tiếng trầm của loa đảm bảo chất lượng, và thứ hai là có cả cái giải
mic ở trên cái loa này. Rất là hay. Đó là những cái thông tin về cái cặp loa 207 Anniversary phiên bản kỷ niệm này nha các bác. Các bác có muốn tìm hiểu thêm kỹ thì chúng ta có thể Google để chúng ta tra cái thông tin hãng họ đưa ra cái thông tin rất là hay về cặp loa này. Đó, hãng họ còn nói là chia sẻ một cái điều nữa là cặp loa này khi mà được kiểm tra và thi đấu trong 5 cặp thì cặp loa này là cặp nhỏ nhất của hãng, thì họ được đánh giá cái cặp loa này chất lượng bất ngờ với 5 sao. Đấy, đó là cái điều mà em chia sẻ về cái model kỷ niệm 207 của Elac này nhá. Thì cặp này thì em về cũng mức giá cũng rất là hợp lý so với cặp trước rất là nhiều. Phiên bản màu này thì quá là sang luôn. Cặp này hiện tại em Minh đang có mức giá giao lưu cùng với nhà mình đang theo dõi là 28 triệu dành cho cặp loa Elac 207 phiên bản Anniversary màu rất là đẹp này. Và chiếc đầu ma răng này nhá, thì ai có nhu cầu chơi mua sắm ủng hộ giao lưu với em Minh thì các bác alo cho em Minh. Rồi bây giờ em xin dừng video. Cảm ơn các bác. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi. Thân ái và chào tạm biệt ạ.